Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã kiến nghị từ lâu, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải tràn ra đường Trường Chinh, thành phố Kon Tum gây hôi thối vẫn chưa được khắc phục do chờ xử lý khi nâng cấp mở rộng tuyến đường này. Tuy đường Trường Chinh đã được thi công nâng cấp từ cuối năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Hiện người dân rất bức xúc và mong muốn các cấp ngành sớm tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công để xử lý dứt điểm tình trạng nước thải tràn ra đường, hoặc có phương án xử lý tạm thời, ngăn chặn nước thải chảy ra đường và mùi hôi thối, hạn chế những ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và kinh doanh buôn bán của các hộ dân xung quanh. Đây là những hình ảnh tại giao lộ giữa đường Trần Phú và Trường Chinh, thành phố Kon Tum. Lưu lượng người và phương tiện qua lại rất đông. Thế nhưng nhiều năm nay, tại khu vực này đang tồn tại thực trạng nước thải từ hố ga ứ đọng chảy tràn ra đường, nước đen ngòm và hôi thối rất khó chịu. Bên cạnh đó, theo phản ánh của các hộ kinh doanh buôn bán gần khu vực này cho biết, do nước thải thường xuyên chảy ra nên mặt đường ẩm ướt, trơn trượt, nhiều xe máy qua lại đã bị ngã, gây tai nạn giao thông. Tôi kinh doanh ở đây được 3 năm. Nói chung tình hình là tôi thấy nước ở đây nó chảy rất là nhiều và xuyên suốt, hầu như là 24/24. Tình trạng là trơn trượt, văng đi ngã rồi hôi thối rất là nhiều luôn, làm ảnh hưởng đến kinh doanh của riêng tôi và của cuộc sống của mọi người xung quanh đây. Bởi vì em buôn bán cà phê, kinh doanh cà phê ở khu vực này thì mở ra là em 3 năm nay là hầu như là chỉ bán lai rai thôi chứ không có đông được, bởi vì khách vô uống là hôi và rất là hôi luôn. Nên là khách vô một lần rồi không có lần quay lại lần thứ hai. Do không có lối thoát, toàn bộ nước thải trên đường Trần Phú ứ đọng tại đây và chảy tràn ra hai bên đường Trường Chinh kéo dài từ ngã tư Trần Phú xuống đến khu vực sân vận động tỉnh. Nước thải lâu ngày bốc lên mùi hôi thối rất khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, kinh doanh buôn bán của các hộ dân hai bên đường và cảnh quan môi trường đô thị. Bây giờ là chứ khỏi đây đến đầu giờ chiều, cuối giờ trưa, từ 11 giờ đi là nước thải trong dân đường Trần Phú ấy, ngã tư Trần Phú tràn đường Trường Chinh thì hôi lắm, mà nhất mà những cơn mưa đầu mùa ấy, nó hôi đại khái là không tưởng tượng được. Các anh chứ tưởng tượng cái hầm phân như sao thì dân nó phải chịu như thế. Rồi tràn trong đường Phan Huy Chú rất chi là hôi, mà bụi bặm nữa. Bây giờ buổi sáng hay thấy bụi bặm dân đường không có người, mà nói chung là dân cực kỳ khổ luôn ấy, hôi lắm. Người dân ở đây cho biết tình trạng nước thải chảy tràn ra đường gây hôi thối, ô nhiễm môi trường đã xảy ra kể từ khi nâng cấp đường Trần Phú nối dài 6-7 năm nay. Người dân tổ dân phố đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, gây bức xúc khó khăn trong đời sống của người dân. Không phải bây giờ này nó là mới đâu. Cái con đường này là nước tràn này tương đối lâu rồi, 5-7 năm nay rồi, cũng đủ hết các cấp, các ngành. Thế rồi cũng người dân cũng có ý kiến thông qua tiếp xúc cử tri, thông qua hội họp, đều có ý kiến cả. Thế còn cái mùi của nó thì thôi rồi. Cái mùi của nó thì đang nắng thì mưa, đang mưa thì nắng, cho nên là cái mùi của nó khó chịu lắm. Nó gây ảnh hưởng cũng không phải là ít. Thế nhưng mà bây giờ cái điều kiện, ví dụ như cái đầu đường đó, có mấy cái lỗ mà vừa rồi mà dân người ta đi, người ta không biết, người ta lao vào, nó xảy ra tai nạn. Thế vừa rồi là chỗ môi trường là người ta cũng đổ. Tức là người ta đổ cái đất cấp phối vào đấy, cái đá cấp phối rồi, cho nên cái đoạn đó bây giờ là nó cũng đỡ đi rồi, chứ không nó đổ cũng nguy hiểm lắm. Về nguyên nhân xảy ra tình trạng nước thải chảy tràn ra đường, lãnh đạo công ty cổ phần môi trường đô thị Kon Tum cho biết. Thực tế cái vị trí này là có hiện tượng là nước thải chảy tràn trên mặt đường. Thì đây là nguyên nhân là do cái tồn tại của cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư chưa đồng bộ. Cụ thể thì cái vị trí này là cái điểm hạ lưu của hệ thống thoát nước đường Trần Phú nó dài. Trước đây khi đầu tư hệ thống đường Trần Phú nó dài thì vị trí này là điểm cuối cùng của hệ thống thoát nước, nhưng lại chưa được đấu nối chung với hệ thống thoát nước của thành phố, mà nó nằm ở tình trạng chờ để chờ đấu nối. Thì hiện nay thì vị trí này công ty cũng như là ủy ban thành phố đã biết rất rõ, công ty cũng đã nhiều lần báo cáo và đề xuất phương án xử lý. Tuy nhiên thì hiện nay đang triển khai dự án cải tạo đường Trường Chinh, thì theo nội dung dự án đường Trường Chinh thì sẽ có làm hệ thống thoát nước dọc đường và sẽ đấu nối hệ thống thoát nước tại vị trí tràn tại giao lộ và hệ thống thoát nước Trường Chinh. Khi đầu tư hoàn thiện hệ thống đường Trường Chinh thì vị trí này sẽ được giải quyết triệt để, đảm bảo là không để hệ thống thoát nước chảy tràn trên mặt đường như hiện nay. Hiện nay việc thi công nâng cấp đường Trường Chinh đang bị ngưng trệ do vướng mắc về công tác đền bù giải phóng mặt bằng đoạn từ Trần Phú xuống đường Nguyễn Viết Xuân,
chưa biết đến khi nào xong. Trong khi đó, hàng ngày người dân trong khu vực và cả những người tham gia giao thông qua lại tuyến đường này đều rất khó chịu do mùi hôi thối, nhất là trong lúc dừng chờ đèn đỏ, việc buôn bán bị ế ẩm. Đặc biệt nhất là vào dịp cuối tuần là nhiều nhất bởi vì em nghĩ là chắc là dân họ không đi làm, sinh hoạt gia đình nhiều, thải nước thải nhiều hơn nên là nó hôi rất là nhiều vào cuối tuần. Tình trạng là nó hôi nhiều hơn nữa là nhất là vào mùa mưa sắp tới đó là mưa kinh khủng, mưa và hôi dã man luôn, hôi không có sinh hoạt gì được hết. Dạ. Thế thì những cái khi đó khách là vô có phàn nàn như thế nào? Dạ có, khách là họ cũng phàn nàn, họ cũng cứ chê, họ nói em sao không kiến nghị lên chính quyền địa phương, nhưng mà một người dân như mình thì làm sao em kiến nghị được. Chỉ mong chính quyền địa phương xem xét cải thiện. Dạ em mong muốn là ban ngành các cấp rồi chính quyền địa phương rồi củng cố làm sao để chỗ này nó hết hôi, nước nó không có chảy xuyên suốt 24/24 giờ như thế để em kinh doanh tốt hơn và người dân có cuộc sống không có ô nhiễm môi trường. Ai đứng một lúc đó thôi là cái ngã tư nước ngã tư Trần Phú nó tràn đấy, anh nhìn bên kia kìa, anh tràn rồi đấy, bắt đầu tràn từ giờ đến tối luôn, đến đêm luôn, đến tháng mai để hết. Em chứ thấy là bây giờ là trải qua nhà em rồi mà mưa đánh tràn trong đường Phan Huy Chú. Còn những đường Ngô Mây thì em không rõ lắm, về đường Phan Huy Chú là nó bị tràn vào những cái nhà thấp chưa có điều kiện làm nhà ấy. Nó tràn vào nhà hôi, hôi lắm luôn. Thì các anh chỉ nghĩ là nước thải mà, hôi cực kỳ hôi luôn. Mà em không biết là cái làm đường cái này không biết, nhưng mà nó bụi bặm mà nhiều cái ảnh hưởng đến cuộc sống của dân rất là nhiều. Thì và em chỉ mong muốn thì nhà nước chưa làm được đường rồi chứ làm hệ thống thoát nước cho dân đỡ khổ thôi. Còn nhà nước mà có phương án làm đường như thế nào thì em không biết, nhưng trước mắt phải làm cái hệ thống thoát nước cho dân đỡ khổ đã. Chứ hôi lắm. Mà thực tế hôm nào mà trận mưa đầu mùa ấy, các bác ấy, cán bộ đi một vòng là biết à. Chứ các mấy bác cán bộ đi là biết á. Là dân khổ lắm. Cực kỳ khổ, không nhà nào dám mở cửa hết á. Không nhà nào dám mở cửa, nhà nào cũng đóng cửa mít lại luôn ấy. Hôi lắm anh ạ. Theo những hộ dân trong khu vực bị vướng mắc về công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường Trường Chinh cho biết, hiện nay công tác đền bù còn vướng trên 60 hộ và đang còn rất phức tạp, kéo dài, phải thanh tra kiểm tra. Một phần do điều kiện lịch sử để lại, một phần do chủ đầu tư thực hiện phương án đền bù thiếu công khai, minh bạch, không rõ ràng, nên người dân chưa đồng thuận. Chúng tôi cũng biết là nhà nước đã làm rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ được khắc phục thôi. Nhưng chỉ có điều là nó lâu rồi, nó mau. Đối với người dân chúng tôi bây giờ con đường này, thôi thì trên đang làm rồi, bọn tôi chấp nhận tất cả mọi phương án và chúng chờ đợi là nó càng nhanh càng tốt. Thế nó liên quan đến nhiều thứ, giải phóng mặt bằng, đền bù, rồi sau đó mới đến các bước tiếp theo. Thế thì chúng tôi cũng chỉ biết chờ, biết đợi và trông chờ cái chính sách của trên, cách làm việc của trên. Cốt sao có một cái phương án giải thỏa, phương án đền bù cho nó phù hợp, nó hợp với lòng dân và người dân người ta chấp nhận được. Đấy, thì cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn thôi. Đối với công ty thì là đơn vị thực hiện việc nào vét mương cống đảm bảo hệ thống thoát nước. Thì công ty cũng đã có nhiều báo cáo và cũng đã xử lý tạm thời bằng phương án là nạo vét bùn đất trong hố ga trong cống. Tuy nhiên thì do cái điểm này chưa được đóng nối cho nên là việc nạo vét chỉ là giải pháp tạm thời để chứa nước trong cống. Khi nước đầy thì nước sẽ tiếp tục chảy tràn trên đường. Về lâu dài thì bắt buộc phải chờ dự án đường Trường Chinh hoàn thiện để đảm bảo việc thoát nước tại vị trí này. Tuy nhiên, theo ý kiến của người dân ở đây, trong khi chờ đợi nâng cấp đường Trường Chinh để hoàn thiện hệ thống thoát nước, chỉ cần làm tạm một đoạn ống nhựa khi 5-7 mét chôn cạn dưới lòng đường nối từ hố ga sang hệ thống thoát nước của đường Trần Phú là có thể xử lý nước ứ đọng ở hố ga, khắc phục được tình trạng nước chảy tràn lên đường. Thế nhưng từ nhiều năm nay, việc làm này không hiểu vì sao không được thực hiện. Không biết người dân vẫn phải cam chịu tình trạng hôi thối, ô nhiễm môi trường này đến khi nào?